Hi, everybody. I'm early. I'm a little early. Rất là nhiều người hỏi Lina là cái nhạc này tên gì. But it's special. It's special. All right, now it's 7 p.m. It's finally 7 p.m. in California. We've got a special, special program tonight. Very excited about this. I hope you are too. So I hope that you'll be able to learn a lot. So hello, everybody. Okay, nếu mà quý vị đang ở Mỹ, give me a number one. If you're in Vietnam, give me a number two. Three goes to Australia, and I know that you're watching from other places as well. So I recognize a lot of names. Yes, yes, yes. Oh, bên Việt Nam có, bên Mỹ cũng có. Very nice. Có Minh Châu đang coi từ Virginia, huh? Yes. People like the music. I love it. Love it, love it, love it. Yay, that's my mama. Oh, Candace is on. I wonder if Candace is Kathy's daughter. Is it really your mama? We'll have to find out. Hello, everybody. Quý vị và các bạn khỏe không? Hôm nay là thứ tư ha, thứ tư bên Mỹ. Bên Việt Nam là thứ năm rồi, right? Yeah. Yeah. So busy, I forget what day it is. Okay. Hôm nay, I have a special guest. And first, I want to tell you thank you for all your comments. Lina đọc mấy cái comment của quý vị rất là vui. Và thích nhất là, you know, mình làm cái chương trình như vậy. Thì khi mà nghe được là, oh, có người họ nghe, họ hiểu, họ tập rồi người khác để ý là bây giờ tiếng Anh của họ giỏi hơn. Oh, I love it. Like, that's really nice. Và cảm ơn quý vị. Quý vị cứ khen là Lina nói tiếng Anh giỏi quá, nhưng mà cái đó là chuyện thường, là tại vì Lina sang Mỹ từ lúc 5 tuổi thì dĩ nhiên phải nói tiếng Anh giỏi rồi, right? Cái đó là chuyện thường. But sometimes when you talk, it's the way you talk. Không phải là mình phát âm cho chính xác là mình nói chuyện hay đâu, right? So practice the way you talk to somebody. Cái cách mình nói chuyện, cái cách mình kể chuyện đó, mình phải làm sao cho cái người mà họ đang nghe, họ lắng nghe, họ muốn nghe, right? So that's what I want to teach you too. Rồi, quý vị muốn biết về giỏi không? Lina nghĩ là mấy người mà sang Mỹ, khi mà Lina sang Mỹ hồi 5 tuổi, tiếng Anh học rất là nhanh, right? Fast and easy. Nhưng những người mà qua Mỹ mười mấy tuổi trở lên á, cái đó mới là khó. Và những người đó học được tiếng Anh, đi làm ở Mỹ, sinh sống trong cái community bên này á, cái đó mới là giỏi. So, my friend today came to America when she was 21 years old. 21. That's a very difficult age to learn a second language. But she's done it. So I'm going to introduce to you my friend. Okay. Quý vị đón chào nhé. Đây là chị Kathy Diệp Nguyễn. Hello, Kathy. How are you? Hello, Lina. I'm well. How are you? I'm good. So we know each other through exercise. Tại vì cách đây 2 năm khi mà bị bị COVID đó, ở nhà không làm gì hết, tự nhiên Lina nghĩ là bây giờ mình làm cái gì cho vui đi. Mua cái vòng á để lắc vòng. Rồi lên Facebook rủ ai muốn theo mình làm, and then I made some great friends. So chị Kathy là gặp chị Kathy qua Facebook và tập thể dục.
So do you like the hula hooping day? Love it. Love it. It was, at first, it's just like something fun to do. You know, it's like a joke. Như là giỡn chơi vậy thôi. Nhưng mà rốt cuộc rồi là thành game đó nhé. Là, rất là hữu ích. Rất là hữu ích. Cho nên là tới bây giờ mình vẫn còn hula hoop, right? Yeah. Vẫn còn tập mỗi ngày. Yes. Yeah. Gần 2 năm rồi đó. Yeah, gần 2 năm. Tập là gần như là mỗi ngày á. Là weekend cũng tập luôn. Lễ gì cũng tập luôn, là không có bỏ. Mà đã mấy cô... Đã bảo là ghiền mà. Đúng rồi đó. Mà sau mấy cô thân nữa, thân xong cứ là cuối tuần là cứ rủ nhau đi ăn. Mà ăn chừng nào là qua thứ hai là phải tập chừng đó đó. So that's how we know each other. Quý vị biết không, khi mà Lina gặp ai đó, there are three things I look at, I can tell whether they're good at English. Okay? Một là cái cách phát âm. So if their pronunciation is good, then of course their English is good. Nhưng mà không phải ai cũng phát âm cho chính xác được, right? Not everybody can. Mà không phải là tại vì họ không phát âm chính xác mà họ không có giỏi đâu. Rất là nhiều người giỏi tiếng Anh nhưng mà phát âm không có chính xác thôi. Như vậy thì mình qua cái điểm thứ hai là cái vocabulary. Vocabulary là tiếng Việt là gì chị Kathy? Vocabulary. Từ vựng. Từ vựng. Okay, hoặc là I think ngữ vựng or something like that, right? Ngữ vựng. Yeah. Ngữ vựng. Yes. Yeah. Mm. So if they're vocabulary, what is unique? Give me a second. I just keep talking, but I forget to say hi to everyone. Oh, that's a very Vietnamese thing. Chào quý vị. Chào tất cả mọi người. Xin cảm ơn. Cảm ơn tất cả đã đón chờ cái chương trình này mỗi ngày thứ hai và thứ tư. Thì hôm nay Cathy cũng được rất là vui khi được lên cùng trò chuyện với Lina và quý vị. Okay, thank you. Rồi thứ hai là vocabulary. Nếu mà cái từ vựng của họ, họ biết những cái từ mà mình không có dùng thường xuyên á, Lina nghe là oh their English is good, okay, when they have a good vocabulary, right? Rồi cái thứ ba, and cái này là cái mà em sau khi mà em nói chuyện với chị một thời gian là em nghe là em thấy oh wow that's really cool, là khi mà mình biết dùng những cái thành ngữ like the idioms, the sayings, hoặc là tiếng lóng, you know, the slang, that's when I say, oh, so they really understand English. Và chị Kathy là trong đó là có, you have actually all three of them, and we want to hear your story. Như vậy chị kể cho mọi người nghe là chị sang Mỹ hồi năm nào, từ đâu, sống tại đâu? Mình sang Mỹ năm 87, cuối năm 1987. Thì khi đó là đã là 21 tuổi rồi. Thì khó lắm, học tiếng Anh rất là khó. Tại vì cái tuổi đó đã qua khỏi high school rồi, cho nên không có vô trong high school học tiếp được nữa. Đó, thành ra là nhưng mà phải cố gắng học, cho nên mình phải học thêm vào buổi tối để mà lấy cái bằng GED, General Education Development. Thì cái diploma đó nó ngang hàng với cái high school diploma. Và một năm đầu đó chưa có là thường trú dân, cho nên là không có vô college được, thì mình lấy cái năm đó để mình đi học ESL, English as a second language, and you know, to get the GED. Rồi năm sau thì mới vô đại học được. Khi mà qua đây thì chữ không rất là ít, rất là
rất là ít tiếng Anh trong bụng. Hồi Kha thì ở bên Sài Gòn thì có học một hai năm trước khi mà rời Sài Gòn thì có học tiếng Anh, nhưng mà học mà mình học một cái sinh ngữ mà mình không có thực tập được đó, thì nó gần như là không có thu thập được bao nhiêu hết. Kha thì cũng được may mắn là có thầy là đã từng học ở bên Hoa Kỳ, dạy ở bên Hoa Kỳ, thì học được thầy đó ở bên Sài Gòn đó, thì cho nên cái dạy được những cái phát âm, những cái từ vựng, những cái cách đàm thoại đó, the conversation đó, Right. thì học được rất là nhiều. Đó cũng là một cái vốn nhỏ nhỏ để mà qua bên đây đó. Nhưng mà rồi qua đây thì phải vừa đi làm vừa đi học, thành ra là phải tự mình throw ourselves, I throw myself into the mainstream and have to learn it that way. Right. So did you find, so if you studied some English in Vietnam, like when you came here, did you feel like you understood everything, or was it much different? No, not really. Lina có nghe cái từ thành ngữ tiếng Việt là nghe như vịt nghe sấm không? Dạ không, nhưng mà em có ai nói Nghe. là có một người nói là em là vịt vịt nói như cái gì mà vịt nói mà gà như vịt nói gà không hiểu, hay là something like that. Là sao chị? Nghe như là vịt nghe sấm. Sấm ở đây á, là không phải sấm sét, nhưng mà là cái sấm là cái người mà đọc được những cái tương lai á, gọi là sấm, đọc đọc cái dạ hả, thì như là con vịt, nếu không con vịt hay bất cứ con vật nào đi chăng nữa mà nó có nghe cái sấm đó như là một cái lecture vậy đó, dạ, nếu mà nó nghe con một cái con vật mà nó nghe sấm thì coi như không hiểu gì hết, tức là everything Over your head, huh? go Over your head. Oh, all in my head. do the Vietnamese understand that? Khi mà ai nói cái gì mà cái người kia có vẻ không có hiểu đó, là họ kêu là oh, that went over his head. Là, over your head. Là nó đi quá cái đầu của mình, nhưng mình không có hiểu. Over your head, right? Đó, thì không không có biết, không có không dường như là không xài được những cái gì mình đã học, rất rất là ít đó, nghe nghe không không kịp, nghe không kịp. Như vậy khi mà chị học tiếng Anh, no, what did you think was the most difficult thing about it? Like, what was the hardest thing? Listening So and listening and understanding? yes, listening and Oh. understanding, because you can't tell people to slow down. Right. You know what I mean? It's like you can't tell them, like, can you slow down for me to hear you one more Right. time. So number one là nghe người ta nói rất là mau, mau quá, nghe không kịp đó. Rồi một cái thứ nhì là về cái pronunciation, cái phát âm, cái phát âm. Có những cái mình phát âm mình hay theo tiếng Việt đó, mình nhiều khi mình cứ 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 dịch ra theo tiếng Việt, mình đọc theo tiếng Việt, rồi rồi khi nghe được bằng tiếng Anh thì mình nghe cái từ đó bằng tiếng Anh của người người Mỹ nói, nó lại ủa sao ngộ vậy. Cho nên khó lắm. Như vậy, so when you came here, where did you come to California? Or where did you Yes, live? Southern California all my life. Okay. So Southern California all my life. tell me if you think this affects, because I meet a lot of Vietnamese who have lived here a very long time, and they still have a heavy accent. Even some of the young people I meet who were born here
who live in Orange County, and their English, I can tell they're Vietnamese without looking. And I think it's because their community, so family members all the time, right? Gia đình nè, bạn bè nè. Dưới đó, dưới Orange yes. County còn đi high school cũng là nhiều Việt Nam nữa. Rồi đi ăn ngoài tiệm cũng là tiệm Việt Nam, đi chợ cũng là chợ Việt Nam. So the community, and they stay in that community. So I think they pick up bad habits when pronouncing, right? Yes, yes. Nếu như vậy thì how did you get away from that? Well, first of all, I don't live in Orange County. I live in Los Angeles. And I used to, when I first came to Los Angeles, I live in the pocket on Wilshire and Vermont area. Do you know that area? Mm-hmm. Right now it's called Korean Town. But the time that I was there in the 80s, it wasn't Korean Town yet. Oh. So by being right there, there wasn't that many Vietnamese, unless you go to Chinatown. Right. Very close to Chinatown. But I remember it was only one Vietnamese restaurant near my home called Nha Nam Phuong. It's on Wilshire Boulevard, I think. Yeah. So I think that's why I don't see a lot of Vietnamese friends, students. I go to high school, adult school in the evening. I don't have any Vietnamese. I go to work. Not with the Vietnamese. So it's like, I have to speak English. Yeah, so you were forced to. Yes, I got no choice. You're right. Yeah. Yeah. And sometimes that's the fastest way to learn. Khi mà mình bắt buộc, là bắt buộc phải nói tiếng Anh là, yes. là phải học được thôi. Phải không? Yes. Yeah. Bắt buộc, thậm chí ngay cả lúc đầu mình nói từ từ, rồi mình nói gọi bằng là ráp chữ đó. Mình ráp chữ nữa. Đó, nhưng mà I feel so blessed that, you know, and mình cũng may mắn là gặp được nhiều người rất là dễ thương. Người ta nghe và người ta hiểu mình nói cái gì. Dạ. Yeah. Còn những người thí dụ như đi học thì gặp thầy giáo, đi làm thì gặp những người supervisor, họ cũng thương, họ chỉ cho cách nói cho đúng, cách viết cho đúng. Thì cái đó là cái mà mình cảm thấy rất là may mắn. Yeah. Yeah. And another thing when you're learning là mình phải muốn học. Mình mới học đúng được. Rồi. Mình đúng phải muốn rồi. Học. Yeah. Tại vì em không biết chị có thấy là em làm cái channel này đó. Thì phần đông là ai cũng rất là thích. It's, you know, we make learning fun. Right, we make learning fun. Yes. Nhưng cũng có em cũng có thấy một vài người họ they're not happy khi mà họ thấy em muốn sửa lại cái cách phát âm á. Họ giận lắm. Họ nói là mình là người Á Đông, đâu có cần gì là phải phát âm cho đúng. Người ta vẫn hiểu. Lina coi tự coi mình là quá cao hay sao mà vậy? Oh my gosh. Mấy người đó, họ sẽ không có học được, phải không? Là tại vì mình phải bỏ đi cái đó đi. Yes. You have to stop. Yes. Mình cứ nghĩ là... Yeah. Uh-huh. Mình cứ nghĩ là mình ở cái nơi này, nơi nói tiếng Anh thì mình phải học tiếng Anh thôi. Mà phải học, một khi học thì phải học cho đúng. Đúng không? Đó, đúng rồi. Yeah. Yeah. Ok. Phải học cho đúng. Là nếu mà có người mình thì cái đó là cái may mắn của mình. Dạ. Cũng giống như tiếng Việt của em đó. Ok. Đứa em trai của em á, đứa út á, nó ít nói tiếng Việt là tại vì mỗi lần mà nó nói mà
Hắn nói cái giọng quảng trị mà đặc mà không ai nghe hiểu, không ai hiểu được cái đó đó. Okay. Nhưng mà that's all he knows. He không có giả giọng, he không có pha được. Bởi vậy mỗi lần mình nó nói ra là người ta cười, người ta không hiểu, bởi vậy nó mất cảm, nó ít nói. Bởi vậy nó ít nói thì nó không có học thêm được. Nhưng mà đối với em đó, em nói cái gì sai, người khác sửa lại cho em là em cảm ơn họ, because I want to learn. Em không có mắc cỡ, em không có gì hết trơn á. Bởi vậy khi mà bởi vậy em mới học được, và em thấy là càng ngày cũng giống như em làm cái channel này, nhiều từ em không biết, em hỏi lại những người xem, họ đang xem để học tiếng Anh, nhưng mà ngược lại họ dạy được cho em tiếng Việt. So I love it. Okay. Great. So you came to America at age 21. Very difficult to learn a second language at that age, but you did it. And then what did you do for work? Like after school, what did you do? After school, I go to work for a law company, a law firm. Mm-hmm. The reason why I went to study law, you know, chắc là Lina còn biết rất rõ chú Nam Lộc. Anh Nam Lộc, yeah. Yes, yes. Thì khi mà Cathy qua đây á, thì chú Nam Lộc làm cho USCC, United States Catholic Charity. Thì người tị nạn qua ở Los Angeles thì chú là một director thì phải, chủ nhiệm cho một cái văn phòng cái thời đó đó. Thì chú là người hướng dẫn đi học làm như thế nào. Wow. Hướng dẫn những người tị nạn mới qua. Thì trong số đó có gia đình của Cathy. Thì mấy anh em thì chú hướng dẫn là bây giờ đi học như thế nào, đi làm như thế nào, and things like that. Yeah. Oh, nice. So, so thì chú hướng dẫn cho đi học, rồi vừa đi học vừa đi làm. Tại vì lúc đó thì gia đình cũng khó khăn. Ba của Cathy thì qua đây thì cũng bị bệnh á, bị stroke, cho nên là không có làm được, cho nên mẹ phải ở nhà chăm ba. Thì tụi này phải đi ra vừa phải đi làm để mà sinh sống, nhưng mà cứ nghĩ là ở bên đây mà không có đi học thì hơi mệt đó. Đúng rồi, no tương lai bên này mà không có đi học là không có tương lai. Yeah, so even though trời ơi, hai mươi mấy tuổi rồi, nhưng mà thôi, cứ học, không bao giờ trễ, phải không? Học là không bao giờ trễ, học hết. Thì cố gắng học, vừa học vừa làm, vừa học vừa làm. Đó, chương trình đại học người ta học 4 năm, thì mình học gần 6 năm mới xong. Nhưng mà rồi cũng xong. Yeah, good. Thì trong khi đó thì đi làm chỗ này, chỗ kia. Rồi, nhưng mà hoàn toàn là làm cho chỗ Mỹ thôi. Đó, cho nên như vậy khi mà chị làm cho người Mỹ, your English got better, didn't it? Oh yes, yes. I think so, definitely. Yeah. Tại vì mình nghe, rồi mình phải trả lời, nó, rồi mình phải viết, nó. Cho nên là phải nó bỏ mình vô trong cái tư thế là mình phải xài thôi, mình phải nói. Mình phải viết, mình phải tập nghe. Rồi thì nó sẽ quen thôi. Yeah. Tiếng Anh kêu là sink or swim. There you go. Yes. Right? Sink yes. or swim. Như vậy là cứ là ai mà xô mình xuống sông mà một là bỏ xuống sông. Phải bơi thôi. Phải bơi. Phải bơi. Không bơi là chìm. Không bơi là chết. Chìm đi á. Một là bơi, hai là chìm phải không? That's the way to do it. Cathy nghĩ có một vài người thì tại vì ở trong cái vùng mà Việt Nam nhiều, rồi chợ, rồi mọi thứ tiệm tùng đồ, mọi thứ bằng Việt Nam, cho nên là cảm thấy comfortable, you know, comfortable với xài tiếng Việt, rồi không có sẵn sàng step out of their comfort zone. Right, right. Cho nên thì không thấy được thôi. Yeah. Yeah.
Mà cái đó mình cũng phải hiểu cho người ta là tại vì that's the way it works. People get comfortable and they're not forced to have to learn. They're not forced to have to get better. So they don't have to and they don't. Okay, and then sau này là chị Cathy làm trong cái ngành trong văn phòng luật luật sư đó. Luật À. And mà bây giờ thì chị làm gì? Thì sau khi mình coi như the whole my life, cả đời là hai mươi mấy năm là đều làm ở trong là paralegal, nhưng mà cái lúc mà COVID đó, lúc mà dịch đó thì làm ở nhà, rồi xong rồi mình có cái thời gian mình suy nghĩ về đời sống, về mọi thứ, and also ở trong cái hãng làm đó thì có đổi cái management, có đổi cái cách làm việc đó, cho nên mình cũng thấy no, it's okay. I'm too old for that, for the changes. So mình mới suy nghĩ, mình nói với muốn làm gần nhà, Kathy cũng có mẹ phải chăm sóc á, chăm sóc mẹ lớn tuổi, cho nên muốn làm gần nhà. Kathy thì lúc nào hồi đó lúc mới đi học á thì cũng muốn làm cô giáo. Lúc mới qua đây á, mới đi học á là cũng theo theo học English, học cô học về ra sẽ đi dạy. Nhưng mà khó khó ở cái chỗ là học nhiều mà đi làm ít tiền Dạ đúng rồi, đúng quá. chứ. Cho nên rồi thì có mỗi cái nó như là một cái những cái dịp này trong đời mình, nó có những cái cơ hội nào á, những cái dịp á, I landed myself into the career, as a paralegal for years. Nhưng mà bây giờ thì cái đó nó vẫn còn nằm trong đầu, muốn làm cô giáo, nó lại nghĩ ok thôi bây giờ con cái lớn hết rồi, mọi việc nó cũng mình cũng tạm ổn, thôi trở lại làm cái chuyện mà mình thích, đó là làm cô giáo. Thì Nice. ngay lúc này thì cô giáo thầy giáo là cũng rất cần, Đúng rất rồi. là rất mình rất là cần. Thì Cathy có làm cho cái school district của gần nhà đó, thì dạy cho các em mà nhỏ, preschooler mà bị delay in speech and autistic, tức là bị tiếng Việt mình gọi autistic là gì ha, tức là các em Em hơi chậm chậm đúng hơn rồi, bình thường. đúng rồi, chậm chậm hơn bình thường. Yeah, And I I'm enjoy it so so much. glad. I love children. Yeah, Thì me too. trong cái thời gian Cathy đi làm thì thứ bảy thì cũng đi đi dạy thêm tiếng Việt cho các em thiếu nhi ở trong nhà thờ. In Nice. a long time. Biết sao không? Mình dạy nó tiếng Việt để mình học tiếng Anh của nó. Thì đó, ý như rửa đó. Thì đó đó. Vậy vậy em đang dạy thằng anh là như vậy đó. Chị biết không, hồi em cũng rất là thích làm cô giáo, em cũng rất là thích cái ngành đó, nhưng mà cũng giống như chị nói rồi đó. Cũng bên Việt Nam cũng vậy thôi. Thầy giáo, cô giáo, cái tiền lương đâu có cao đâu. Nó hơi ngược ngược đời đó, là tại vì it's an important job. Very important. But you don't make any money. So, really, Strength. những người mà làm teacher đó, họ rất là yêu nghề họ mới làm, là tại vì Yêu it's a lot of work and no money. nghề. Mà cũng giống như chị, bây giờ em retire rồi đó. Bây giờ mình làm cái gì mà mình thích thôi. Mình thích là mình làm. Mình không thích là thôi. Because I don't need to do that anymore. So that's why teaching, right? Teaching people things and sharing, I love it. And it makes me happy. Mà khi mà mình bắt đầu mà lớn tuổi rồi đó, mình làm cái gì mà mình cảm thấy là mình, productive, like you serve a purpose. Tự nhiên mình thấy mình vui à. Mình cảm thấy mình hữu dụng. Đúng rồi đó. Okay. So, let's talk a little bit about idioms because không biết hồi nãy giờ quý vị nghe chị Cathy nói tiếng Anh, quý vị có để ý
là chị Kathy có một cái rất là hay là chị không có quên cái âm ở sau. Okay, like when you say things that have to have an S at the end, I hear the S. Okay, so even if you speak English with an accent, it's okay because a lot of people have accents. But you actually learn to say the word. Bữa kia có một người trên YouTube hỏi Lina là tại vì sao người Ấn Độ khi mà họ nói tiếng Anh họ nói một cái accent rất là đặc biệt. Mình nghe là mình biết người Ấn Độ liền. Mà nhiều lúc cũng khó nghe nữa. Nhưng người Mỹ họ nghe họ hiểu hết. Thì cái cô này hỏi em là tại vì sao người Ấn Độ nói có cái accent nặng như vậy, người Mỹ hiểu. Nhưng mà người Việt Nam nói thì người Mỹ không có hiểu. And this is the reason why. When người Ấn Độ họ nói họ có cái accent nhưng mà họ nói cái nguyên chữ. So when they talk, they may have an accent. So they may say, oh, hello, this is a... Okay, cái tiếng đó, you can hear it already, right? I am trying to tell you, this is the way it goes. Nhưng mà họ nói cái chữ, họ nói nguyên chữ. So they add extra. Cái accent của người Ấn Độ là họ chèm thêm. Nhưng cái accent của Việt Nam là bị thiếu. Mà khi mà bị thiếu là cái từ nó không có ra cái từ đó. So that's why. So mặc dù nhắm mắt, chị Kathy nói, I can still hear an accent, right? But you're pronouncing the whole word. Nếu có cái gì S hoặc là T hoặc là D at the end, she pronounces it. And that's how you get better at English. Pronounce the whole word. Don't forget it. Right. And take your time. Yeah. Take your time. Yes. To sow it all out. Mm-hmm. Yeah. Yep. Don't go too fast. Yeah. Nope. Because you have to be good to go fast. Mm-hmm. Right? Mm-hmm. Because nếu mà you nói tiếng Anh mà cứ bỏ cái âm mà sau mà thêm fast nữa thôi nói không ai nghe. Không ai nghe, không ai hiểu. Right. Rồi. Và cái hồi nãy Lina nói cái điểm thứ ba mà chị Kathy, Lina rất là phục chị là tại vì chị qua đây khi đó lớn rồi đó. And your command of the English language is very good. And I'm impressed. I'm impressed that you know slang and you know idioms and you use them correctly. I love that. So, are you ready, everyone? Let's learn some idioms. All right. Mm-hmm. What do we have today, Lina? What is this? Go ahead, because you asked me this earlier today, Jay. Raining cats and dogs. Okay, and what does that mean? Rain. It's a heavy rain. Very heavy. Tiếng Việt kêu là gì? Là mưa tầm tã đó hay là sao? Mưa tầm tã for mưa tầm tã, mưa dài dẳng, mưa tầm tã. Yes. Mưa lớn, mưa to đó. So don't go outside. It's raining cats and dogs. Jay, did you look at the history of this? This is a very old English idiom. I think it's back in like 1600. That people say. Là hồi xưa rồi đó. Hồi đó là mấy con chó với con mèo nó hay ngủ trên cái mái nhà. On the roof. And then they say that when it rained so hard, mà nó đang ngủ, nó tuột xuống, rồi nó té. Thì khi mà mình nhìn lên, mình thấy mèo chó mà nó tuột. Bởi vậy nó thành cái câu là raining cats and dogs. Cats and dogs. Yeah. Okay.
Very under good. The weather. I'm learning something today. Under the weather. So that means sick. If you feel sick, yeah, or you feel sad. I'm sad. Yeah. I don't think I can make the party. I'm feeling under the weather. Nhưng mà thường thường đó là người ta nói là they use it to mean not feeling well, right? You mm-hmm. don't feel well. Mm-hmm. Yeah. Feeling under the weather. Okay, here's the next one. Come rain or shine. No matter what, I will show up. Mm-hmm. I will come to the party no matter what. I'll be there, come rain or shine. Come rain or shine. Tiếng Việt là giống như là bằng mọi cách, phải không? Bằng mọi cách. Yeah, bằng mọi cách tôi sẽ có mặt. Yeah. Come rain or shine. Là giống như là bây giờ thời tiết sao tôi cũng đi đó. Okay. Break the ice. Oh, cái này mà dịch là hơi khó rồi ha. It means to get past an awkward situation or an uncomfortable situation. You could say, you know, he broke the ice by telling a silly joke. How do you dịch that in Vietnamese, Jay? Bây giờ chắc mình phải hỏi khán giả đi ha. Hỏi coi có ai dịch được câu này không? Nhưng mà the meaning is là sao? Có người trả lời nè. Khởi đầu. Khơi chuyện. Khởi khơi, đầu câu chuyện. Khởi đầu nha. Yeah. Khơi chuyện khơi. Hoặc là khởi đầu. Yes. Khơi chuyện. Yeah. Okay. Yeah, that makes sense. Steal someone's thunder. That means to take away credit or to take attention away from somebody. Okay. So look at the example. She showed up in a big white dress and stole the bride's thunder. Tiếng Việt nói là nhiều lúc mình chỉ nói được cái ý, nhiều lúc cái việc nó khó, không có cái từ giống vậy, phải không? No, không có. Dành lấy sự chú ý. Làm nổi bật hả? Qua mặt. Qua mặt. Không phải là qua mặt, nhưng mà... Gây sự chú ý. Không phải là gây sự chú ý, nhưng mà mình lấy cái đó... From someone else. Nghĩa là mình làm tự nổi, mình làm mình nổi á, mình right gây ấn tượng. No, cũng không phải gây ấn tượng. Cái này nó có vẻ cái này nó có vẻ như là cái người đó làm với cái cách rất là jealous, ganh tị vậy đó, phải không? Là mình muốn show off. Yeah, show off. Right, you wanna show off. Huh. Wow, look at some of these translation. Chơi trội á, sao? Em chưa bao giờ nghe cái đó. Chơi trội tức là nổi bật lên á, chơi trội hơn người khác á. Bình thường là người ta như vậy mình chơi trội lên. Yeah. Mm-hmm. Phô trương. Chơi nổi, đó chơi nổi cũng như là chơi trội vậy đó. Yeah, yeah. Okay. This person says, why do we have to translate? Why do we have to translate? Không phải là why we have to translate nha? Yeah. Why do we have to translate? Because I want people to understand the meaning. And not everyone understands it. Because some people are watching from Vietnam. Now everyone's abilities and levels are different. That's why. Câu hỏi thật cười. Yeah. Cho Cathy có một cái tại vì cái đó cái câu đó lên nó làm cho Cathy nhớ một cái là người Việt mình á tại vì tiếng Việt chứ không phải người Việt, tiếng Việt mình không có cái article, right Lina, the articles. Tức là những cái như là cái verb
to do, to be. Thí dụ như nói như câu đó, why we translate. Thì tại vì tiếng Việt mình cứ nói là tại sao mình phải dịch ra. Nhưng mà tiếng Anh là phải why do. Or let's say he is hungry. Nhưng mà Việt Nam mình sẽ nói là he's hungry. He hungry. Đúng rồi. He hungry. Right? Yeah. So mình xài như vậy với tiếng Anh luôn. Thì mình thiếu cái động từ ở trong đó. Mình thiếu cái verb ở trong đó. Yeah. Yeah. Well, Zico, là... Zico says, I get it, but when we translate to another language, we won't learn English. That's not true. Because if you just learn to read, if you just learn, then you're not really learning English. You need to learn the meaning. And like I said, you might understand it, but someone else doesn't. Okay? Nếu mà bạn hiểu đó, okay? Mà tụi này mà translate you đó, thì cứ ngồi đó đợi đi, không thích thì đi coi cho đi chỗ khác. Nhiều người họ không có hiểu. Okay? Chị biết không, sometimes những cái lesson á, tại vì nó nhanh quá, em quên dịch á. Xong khi mà người ta coi, người ta không có hiểu, người ta vô comment họ hỏi. So right now I'm really trying to, you know, help everybody. Yeah. So not everyone has the same level. Nhưng mà chị Kathy nói rất là đúng, là tại vì cái người Zico này đó, Zico, xin lỗi trước nha, nhưng mà I have to say this. You act like you already know so much, nhưng mà you actually don't, because you used English, you translated wrong. You translated incorrectly when you said, you know, why we translate. Okay, so why do we translate? Okay. All right, so that's stealing someone's thunder. Ooh, I like this. Xin anh say mượn hoa cúng Phật. Oh, is that the same meaning? Yeah. Really? Mượn. I never heard it. Mà Kathy chưa có nghe bao giờ, nhưng mà nó có cái nghĩa như vậy đó. Tức là như là người khác, người ta đem cái hoa đó tới cúng Phật, nhưng mà mình mượn cái đó đi, mình lấy cái credit đó rồi mình đi. Là cái meaning nó như vậy. Oh, okay. Okay. Yes, Minh Châu, I'm glad that you appreciate that. The important thing about idioms, you have to know the meaning. Yeah. You have to know the meaning. That's why it's an idiom. Right? Tại vì nếu mà quý vị không có hiểu cái meaning, then you don't know how to use it. And if you don't know how to use it, it's not an idiom. Right. And nhiều khi cái idiom đó, nó nói ra, nó nếu mà mình đọc theo y như cái nghĩa của nó không có nghĩa gì hết á. Đúng rồi, nó không có make sense. Yeah, yeah, nó không có bởi nghĩa vậy, gì hết. Yeah, bởi vậy, nó, bởi vậy mới kêu là idiom. Yeah. Okay. A breath of fresh air. A breath of fresh air. Okay, that means something that's new, but you like it. Mm-hmm. Okay, because not everything is new is good. But when you say, oh, that's a breath of fresh air, that means you like it. Who doesn't like fresh air? So the substitute teacher was funny and engaging, a breath of fresh air. A breath of fresh air. I love this saying. And with idioms, you don't want to use them too much. Right, Jane? Là lâu lâu mình xài thôi, chứ nếu mà mình xài hoài nó mất cái hay của nó. Không hay, đúng rồi. Lâu lâu mới xài thôi. Yeah. Xài đúng nơi, đúng lúc. Đúng. And so I love this saying. I love this saying. That's a breath of fresh air. Oh, he's such a breath of fresh air. Đây là lời khen đó nha. It's nice. Yeah. Go ahead, Jake. Once in a blue moon. It's a rare occurrence.
Tiếng Việt mình có thể nói là thỉnh thoảng, hoặc là nếu mà nói theo mà có vẻ bình dân hơn tí thì Cái câu nó lâu hiếm chứ. nha, Hiếm. thỉnh hiếm và hiếm, rất là Hiếm. hiếm hoi. Thỉnh thoảng is more like More like sometime, huh? Yeah. thỉnh thoảng is like Yeah, sometimes. sorry. I take that back. Lâu lâu một lần, hiếm khi. Yeah. Oh, có một câu nữa là gọi là năm khi mười họa. Năm khi mười Right. họa. Hỏi 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 quý vị thử coi, khán giả thử coi có phải là như vậy hay không. Năm năm khi mười họa. Kathy hay nghe ba mẹ ở nhà hay nói vậy đó, tức là rất là lâu mới có một lần, là Đúng năm rồi khi đó, đúng đúng đúng. năm So thì mười once. họa. Michelle tả nói là năm thì mười họa. Yeah. Năm Năm phở mười thì. tháng 10. So enjoy Dad's cooking tonight. It only happens once in a blue moon. So rare, rarely happens. But a blue moon actually happens a lot more often than the saying. If you look up a blue moon, it actually happens Happen a lot. pretty often. Lightning never strikes twice. Twice. Là sao chị? An unusual event not likely to happen again. Yep, lightning never strike twice. So I already won the lottery once, so I don't play anymore. Lightning never strikes twice. Okay. Là cái gì mà đã xảy ra rồi đó mà mình nghĩ là sẽ không có xảy ra nữa đó. Cũng là hiếm, nhưng mà đây là cái event. Lightning never strikes twice. Tiếng Việt mình thì họ gọi là họa may hả? Họa họa may. Họa may mới có chuyện, mới có việc chuyện đó, kiểu như hay nói vậy. Ngàn năm một lần, một ngàn năm có một. Okay, go ahead. There you go. Captain America say phước bất trùng lai. There you go. Em chưa bao giờ nghe. Phước bất trùng lai. Cái phước nó xảy ra không có, nó không có lặp lại. Oh, interesting. Okay. Hey, new one. Yeah, new head. Go ahead. Tip of the iceberg. Tip of the iceberg. So only it's part of the problem, not seeing the whole picture. So quý vị thấy cái hình không? You see the tip of the iceberg? Ở trên nước mình nhìn mình thấy nó chừng đó thôi, nhưng mà thật sự nó lớn hơn nhiều. Nên là mình nhìn mình không có thấy you don't see the full story, you don't see the whole picture. And normally when they say that, it means it's just a tip of the iceberg. So it's not really good. Okay? So it's like a small part of the problem. So car break-ins are just the tip of the iceberg for that area. Just the tip of the iceberg. Tức là mình thấy những cái gì mà mình thấy đó là nó chỉ là một cái vấn đề nhỏ thôi. Những cái mà khó lớn hơn là mình chưa chưa thấy đó, nó còn có những cái khó khăn hơn. Very good. Oh, I love dogs. The dog days of summer. Wow. Okay. I never heard this before. Oh, really? So it's a period of particularly hot and humid weather. So the dog days of summer normally is like mid to late summer. Like
mid, maybe second week of July into this August, Hokkaido dog days of summer. Nhưng mà nếu mà, let's say it's March. Let's say it's March, là tháng 3, mà tháng 3 bên này thường thường tháng 3 là vẫn còn lạnh, phải không? Nhưng mà tự nhiên nóng thiệt nóng đó. Nếu mà tự nhiên nóng thiệt nóng, mình mới nói là wow, it's like the dog days of summer. Yeah? It just means like the middle of summer, the hottest part of the summer. The hottest. Mm-hmm. Yeah. Coi, coi tội nghiệp con chó không? Yeah, I love dogs too. Okay. So those are our idioms that have to do with weather. Weather, like weather-related idioms. Oh, my husband is texting me. Like scorchy. Our weather today, huh? Scorchy. That's good. Scorchy là nóng. Nóng mà nóng thật nóng mình kêu là scorchy. Like scorching hot. Scorching. Nice. Very good. Nóng không thể tả. Là scorchy. Còn cái dog days of summer thì vì cái đó là it happens every year. Every year in the middle of summer. No. Okay. Do you have any slang that you normally use, Jay? And when, how did you learn like idioms and slang? Because they don't really teach that in school. It's all at work. It's all at work. At work, uh-huh. I learned it from work. Yes, I learned it from work. I learned it, you know, during the conversation with all my coworker, you know, when we sit down for lunch, khi mà ngồi xuống nói chuyện, rồi họp chung, rồi nói chuyện, thì những cái câu, những cái từ đó thì mình nghe, thì mình học thôi. Yeah. Yeah. Có thêm một cái tip nữa là tại vì mình mới vừa nói là mình học từ những người xung quanh đó, thì thêm một cái tip nữa là học á, mà muốn cho mà mau mà giỏi mà biết nhiều nhớ lâu á, là không có cái gì bằng mà mình cứ phải nghe nhiều lần, đọc nhiều lần, nói nhiều lần, đừng có ngại nói và phải lặp lại nhiều lần thì rất là mau. Thí dụ mà quý vị học tiếng Anh với Lina đi, thì cứ phải nghe lại, coi lại cái video, coi lại cái YouTube, thì mỗi ngày mình có cái thời gian mình coi lại thì mình sẽ biết được cái từ đó nhiều. It's like when you're learning to sing. Right, when you're learning to sing. Yes, sing too. Even though you know the song, nhưng mà nếu mà mình muốn là đúng nhịp nè, mình ca cho cái tông cho đúng tông nữa, là phải tập dượt. You have to. Không có ai mà tự nhiên ca là ca liền được đâu. Mặc dù mình biết cái bài đó. Same thing. Yeah. Mình phải practice. Yes. Do you like any certain songs, Dee? Yeah, quite a few. In fact, you want to sing? I don't think I've ever heard you sing. Yeah, you do. You sing? Yeah. What do you have by now? Well, you were too busy on that party. What did you sing? I don't know. Sing muốn hát tiếng Việt hay là hát tiếng Anh, nhạc vui hay nhạc buồn. Trời ơi. Cái này là giờ của Lina mà, chương trình của Lina mà. You sound so chuyên nghiệp. But Kathy is right. You have to keep practicing. So one problem that people have is they have difficulty understanding when they're listening.
Because just like when you first came to America, it all happened so quickly. It's very fast, right? So it's very hard to understand. That's why you have to keep listening. The more you listen, the more you can pick out. À, có thể lúc đầu mình nghe nói 10 chữ, mình có thể mình nghe được 1-2 chữ thôi. Đúng rồi. Nhưng mà cứ nghe hoài. Cứ nghe hoài. And then you pick up more. And same thing with pronunciation. Bởi vậy, nếu mà các bạn coi những cái video đó, don't be shy. Repeat after us. Repeat. You have to. This is the only way to learn. Ngoài ra nếu mà quý vị mà giống như là nếu mà mình nhỏ, mình 4-5 tuổi đó, thì khi đó là mình không có để ý. Nó tự học, nó tự biết à. Nhưng khi mà mình lớn rồi đó, mình phải tập. It's the only way. Giống như bây giờ nếu mà Lina học tiếng, say tiếng anything, tiếng Mỹ đi, Spanish, right? Những cái từ mà mình nghe hoài đó, thì dễ như mình nói được. Còn giống như tiếng Hoa, like Mandarin. Do you speak anything else, chị? I would love to, but no. Only English and Vietnamese. A little bit of French, but not that much. Like I would love to learn to speak many other languages. Yes. Hồi trước em học tiếng Nhật. Đọc được, viết được, nhưng mà tại vì không có bao giờ nói đó, không có bao giờ dùng, không có bao giờ nghe. But what I knew, my pronunciation was good. Bởi vậy khi mà em gặp ai mà người Japanese, okay, mình show off, mình nói vài câu, trời ơi, người ta trả lời mình nghe không kịp. Well, that's well, why you have to. Yes, and học học sinh ngữ nó cũng là có một chút sở trường nữa. Lina biết chữ sở trường không? Được không? The skill. Got the skill. Yeah, yeah. Some people have the skill to learn English or to learn any language. Thì học rất là mau. Có cái sở trường thì học rất là mau. Vậy đó. Okay. So then I think I'm like that because I listen and I love to repeat and I love to you know, it's kind of like Vietnam, I don't know, khi mà mình nhai đó, is there another word for that? Nhai hả? Yeah, nhai, you know, lặp lại đó hả? Lặp lại. Lặp lại. Lặp lại. Tại vì sometimes mình nói khi mà mình nói nhai nó có vẻ là không có, it's not good, slang, you know. Oh, I see. Yeah. 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 Okay. Nhái đó là slang. Yeah. Lặp lại. Yeah. Thì cái đó là một cái cách học sinh ngữ, nói nhiều lần, nói đi lặp lại nhiều lần. Yeah. Yep, that's what you have to do. Yeah. Okay, yeah. So that's the Wednesday lesson. Thank you, chị Cathy. Mới đó mà 1 tiếng đồng hồ rồi, chị thấy không? Chị thấy không? Time flies. We having fun. Time flies when you're having fun. That's true. That's very, very true. So we will have a new video out on Friday. Oh, Friday là còn 2 ngày nữa, nhưng mà Friday là cũng là cái ngày event của em. Rất là bận rộn. Yeah. Yes, but I might be able to. So, okay. Do you want to say goodbye to our audience? Sure. Rồi, thời gian ngắn ngủi quá hả? Thời gian ngắn ngủi quá. Thôi thì mình rất là vui khi mà gặp được quý vị ngày hôm nay để mà tâm sự một chút. Thì hy vọng một chút gì đó mình học ngày hôm nay để mọi người có thể học thêm những cái từ vựng mới, và Lina và Cathy cũng học thêm những câu idiom từ quý vị, cho nên là rất là cảm ơn và hẹn lại lần sau nhé. Cảm ơn nhiều.
Kathy, you know, we have to do this thing before we say goodbye. Everyone has to enjoy the music. Đó, thấy không? Bạn tôi toàn là người người dễ tính đó, dễ thương như vậy đó. Okay, everybody, is everyone doing it? Everybody, all the cool people now. If you're not moving, you're not cool. Thế phải yêu đời một chút. Enjoy the music. Enjoy life. Yes, nice. Yeah. That's my new thing. My new thing. Take it easy. Mm-hmm. Chill. Chill. I love you, Jay. I love you too. I'll see you soon. Bye, Jay, Kathy. Yvonne, thank you. Thank you, everybody. We'll see you next time, okay? So, live. I'll see you next Monday. Look for a new lesson on Friday. And tell us what you thought. Tell us what you thought about the broadcast tonight. What else do you want to learn? What else do you want to know? Bye, everybody.